So sánh lượng nước ép thu được khi dùng máy và khi dùng đồ vắt bình thường thì mình cũng thấy được độ chênh lệch ha. Quan sát miếng cam sau khi vắt xong giữa hai kiểu vắt, mình cũng thấy rõ sự khác biệt của nó luôn. Một bên được vắt kiệt, bên còn lại thì vẫn còn sót những tép cam chưa được vắt hết. Nếu mình có một cái đồ vắt cam kiểu truyền thống rồi thì có nên mua máy vắt cam không ta? Và mình đoán là chắc có nhiều bạn cũng đang phân vân về vấn đề này. Vậy thì để trả lời câu hỏi đó, ngày hôm nay mình mời các bạn sẽ cùng mình trải nghiệm chiếc máy vắt cam đến từ Ava để xem sự lợi hại của nó nha. Chắc là vì đây là máy vắt cam nên hãng cũng chọn tông màu cam để thể hiện chức năng của máy và tạo độ nổi bật cho nó nữa. Tháo máy ra thì cũng có nhiều bộ phận quá ha, nhưng mà đừng có lo là khó lắp ráp, cứ làm theo thứ tự như mình đang làm nha. Cái nắp trong trên tay mình đây sẽ giúp cho máy luôn được sạch sẽ và tránh bám bụi trong lần sử dụng tiếp theo. Chiếc máy này sẽ có hai đầu vắt để mình linh hoạt thay đổi tùy vào kích cỡ của cam, chanh, quýt mà mình dùng. Để vắt cam thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái đầu xoay to này. Đặt cam đã được cắt đôi lên đầu xoay rồi nhấn xuống. Ok, máy đã hoạt động rồi nè. Khi xay máy hoạt động rất ổn định, mình thao tác cũng nhẹ nhàng. Khi mình thả tay thì máy sẽ ngừng xay và lặp lại vài lần như thế, máy sẽ tự động đổi chiều cho mình luôn. Thế nên những quả cam sẽ luôn được vắt kiệt nước, cũng ít bị đắng và lượng nước thu được cũng nhiều hơn. Khi hoạt động sẽ có tiếng ồn từ động cơ nhưng không gây khó chịu khi mình sử dụng. Và đây là số liệu mình đã ghi nhận được, mời các bạn xem nha. Bình chứa có dung tích lên đến 1,2 lít cho nên sẽ thu được nhiều nước hơn trong một lần sử dụng máy. Tuy nhiên theo như mình thấy thì nó chỉ chứa tầm khoảng 1 lít thôi. Tại vì cái phần này bị phần thân máy ở phía trên lấn xuống rồi. Nhưng mà cũng không sao, tại vì 1 lít cũng đủ cho cả gia đình uống rồi. Để cho mọi người thấy được độ tiện lợi của máy vắt cam thì ở đây mình có sử dụng máy vắt cam nhưng mà chạy bằng cơm. Cũng với 3 trái cam nhưng mình mất hơn 3 phút mới vắt xong, trong khi nếu dùng máy thì chỉ mất gần 2 phút thôi. Chưa kể đến việc lực tay mình cũng khá mạnh nên 3 phút cũng là nhanh rồi đó các bạn. Còn bạn nào hơi yếu một chút á thì chắc là mất khoảng 5 phút. So sánh lượng nước ép thu được khi dùng máy và khi dùng đồ vắt bình thường thì mình cũng thấy được độ chênh lệch ha. Quan sát miếng cam sau khi vắt xong giữa hai kiểu vắt, mình cũng thấy rõ sự khác biệt của nó luôn. Một bên được vắt kiệt, bên còn lại thì vẫn còn sót những tép cam chưa được vắt hết. Sau khi so sánh giữa hai cách ép là thấy được sự lợi hại của máy vắt cam liền. Đúng là tiện thì rất tiện, nhưng mà sẽ hơi cực chút xíu ở khâu vệ sinh. Các bộ phận thì đều có thể tháo rời và làm sạch bằng nước, xà phòng hoặc là máy rửa chén. Nhưng mà riêng phần thân máy thì không được nhúng nước nha cả nhà. Mình dùng khăn ẩm để lau qua và chỗ này thì có thể sử dụng đồ rửa ống hút để lau chùi dễ dàng hơn. Đúng là khi so sánh với đồ vắt cam thông thường thì nó có hơi nhiều chi tiết hơn, nhưng bù lại đó là sự tiện lợi, tiện ích như vắt kiệt nguyên liệu, tiết kiệm thời gian và kể cả người lớn hay trẻ nhỏ thì đều rất nhẹ nhàng khi sử dụng. Chiếc máy vắt cam đến từ thương hiệu Ava phải nói là phù hợp với mọi nhà, tại vì ai cũng cần vitamin C tăng sức đề kháng, đặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ. Và quan trọng là giá của nó ở mức rất vừa túi tiền của mọi người nha. Giá chi tiết mình có để ở phần mô tả, các bạn có thể kéo xuống để xem. Và trước khi rời video, các bạn ủng hộ Điện Máy Xanh một like, một subscribe nha. Bye bye!